thời điểm hiện tại thì phong độ của Binji cũng như là đội tuyển FKB không được cao cho lắm. Cá nhân mình thì nghĩ họ cũng sẽ sớm lấy lại phong độ thôi, nhưng mà trận cuối của lượt đi lại gặp Gam chắc là về vậy. Đối đầu với Gam Levy, người chơi đi rừng rất nhiều kinh nghiệm, em cảm thấy rất lo sợ. Em sợ anh ta qua cướp rừng và bị em bắt gặp xin cái giò. Thì mình chưa nghĩ Hắc Mạch sẽ ngang trình với mình cả, tại vì hiện tại xin cái giò ra cướp rừng để em bắt gặp em xin cái giò. Xin cái giò. Thì mình chưa nghĩ Hắc Mạch sẽ ngang trình với mình cả, tại vì hiện tại mình đang là top lane số 1 VCS. Ở cuộc đối đầu lần này, đường chân giữa Kia và Hắc Mạch sẽ là một kèo đấu một chiều, nhưng chiều nào em không biết. Trời ơi, sao dùng dữ vậy ta? Sao mà dùng dữ vậy? Hắc Mạch mà anh ba biết mà sao mà dùng quá nhờ. Tính ra Hắc Mạch thì mình nó đánh hay lắm chứ, giỡn hoài. Vậy mà dùng, cắt tốt thôi mà cũng dùng. Phải chơi. Bào luôn. Là một kèo đấu một chiều, nhưng chiều nào em không biết. Với việc mình đang trở lại với phong độ đỉnh cao của mình thì Fuki hả? Mình bỏ túi. Mọi người đánh giá Cá Tí là một đội thủ rất khó để bị đánh bại. Như vậy anh ta mới xứng đáng làm đội thủ của em. Sao Gun đối với mình á, chỉ là một thằng nhóc mới nhú thôi. Còn mấy nhóc mới nhú mà gặp mình á thì sợ nhú không nổi chứ. Cái lồn biết kia vẫn là một cái lồn gì đó nha mọi người nhá. Đằng đến kia vẫn là một cái lồn gì đó gọi là nha mọi người. Vẫn là một cái gì đó trót tót rồi đó, mà hơi bị ngầu ấy á. Hơi bị hài đấy. Rồi nó nghe nó khó chịu đấy nhờ. Như vậy anh ta mới xứng đáng làm đội thủ của em. Sao Gun đối với mình á, chỉ là một thằng nhóc mới nhú thôi. Còn mấy nhóc mới nhú mà gặp mình á thì sợ nhú không nổi chứ. Mình nghĩ Shogun và Taki là những đàn anh trẻ, nhưng mà không biết khi nào mấy đứa em mới chịu lớn hay không chưa ra. Em không có nghĩ gì nhiều về Dickie và BA, nhưng mà em nghĩ mấy thằng nhóc mới nhú XGB sẽ cho Dickie quay trở về một lát. Mình chắc chắn tỷ số sẽ là 2-0 dành cho Gam. Cái này là cái bên line của thằng Dickie thì em cũng phải gọi là nhại con mẹ nó tiếng của thằng Đi Kiết, hoặc là em phải gọi là thể hiện đúng cái gọi là những cái gì mà thằng Đi Kiết nó làm hồi xưa. Mày nhóc bởi vụ VGA đó, mày nhóc bởi vụ VGA, em phải chỉ thẳng mặt luôn, em phải chỉ màn hình luôn. Như vậy thì nhẹ quá, nó không đủ sát thương. Taki nó lấy ngay đúng cái bên like của thằng Đi Kiết mà nó quay lại, nó không có một cái chút gì gọi là gây sát thương ngược lại á. Không nhạy tiếng được, không nhạy tiếng được thì phải gọi là chỉ cái đúng cái phong cách luôn. Mấy nhóc mới nhú SGB sẽ cho ít, sẽ cho ra biết kiếp quay trở về mặt đất. Kiểu vậy, không cần nhạy cũng được. Một là nhạy, hai là cái kia thôi. Ý là tôi nói là như thế. Chứ không phải là tôi suối, được không? Nhưng mà cái này là bình thường quá, không có thấy miếng sát thương nào của chất thoát hết. B sẽ cho biết kiếp quay trở về mặt đất. Mình chắc chắn tỷ số sẽ là 2-0 dành cho Gam. Để tiết kiệm thời gian, tụi mình còn chuẩn bị cho chiếc vô địch. Dù team SGB đang có phong độ không được ổn định lắm, nhưng em nghĩ đây sẽ là kết quả 2-0 dành cho SGB. Mục tiêu của SGB ở tuần 3 sẽ là 3-0. Với việc SGB đang cho SGB. Mục tiêu của SGB ở tuần 3 sẽ là 3-0. Với việc SGB đang... À là 3 trận thắng liên tục quá hả? Chồng mặt ở lượt đi. Với lượt về gặp Gam thì hơi khó cho bầy châu, 2-0 dành cho Gam. Mục tiêu của EKB trong trận đấu sắp tới đó chính là trả đủ món nợ của Gam đã cho tụi mình mượn ở mùa giải trước. Không cần phải đến Tây Bắc để ăn món thịt trâu gác bếp. Hôm nay Gam sẽ chiêu đãi các bạn khán giả ăn món thịt trâu đỏ gác bếp. Các bạn khán giả ăn món thịt trâu đỏ gác bếp. Trời, tôi chịu không nổi với lần điếp kiếp mọi người. Chịu đéo nổi với lần điếp kiếp. Nếu hiểu sao. Nếu hiểu sao ông càng ngày càng giấu Minh Lộc nha mọi người. Để ý cái từ cái phong cách nói chuyện cho tới cái cách chỉ tay này nọ, thứ càng lúc càng giống Minh Lộc luôn á. Không sai một tí nào luôn. Chắc là đi chơi với Minh Lộc nhiều bị lay chứ mẹ gì nữa.
y chang Minh Lộc, có thay cái thế gì đâu.